Làm sao có chuyện một chủ tịch hội đồng quản trị gọi nhân viên nói là ông đi cách ly thế cho tôi đi. Nghe lý trưởng chỉ đạo tá điền mày đi về chúng ta cho tao. Thực ra một virus bình thường khi ký sinh trên vật chủ thượng lưu nó thành siêu virus.